Em bên Tông Nha Trang chào anh chị nhé. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại Ngọc Hiệp và sản phẩm hôm nay em sẽ đi quay cho anh chị á là với 5 căn nhà liền kề. Thì với 5 căn nhà này nó nằm bán kính ở trong vòng 500m thì anh chị ra tới được siêu thị Go đường 23/10 và cũng như là các chợ rất là gần. Thì những sản phẩm ngày hôm nay có đơn giá chỉ từ 2,8 cho tới hơn 3 tỷ và những căn nhà này với cái diện tích khá là đẹp trên gần 60m² cho tới hơn 100m. Thì những sản phẩm này nó đẹp như thế nào? Anh chị xem hết video của em quay chi tiết cho anh chị xem nhé. Em chào anh chị. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại đường Hương Lộ 45, được có tên gọi khác là đường Lưu Ninh Của. Thì cái vị trí mà mấy căn nhà mà em muốn quay đến cho anh chị á, nó sẽ nằm gần với con đường này, thì chỉ cách khoảng 15 cho tới 20 mét thôi anh chị. Và từ vị trí này mà chúng ta đi thẳng ra theo cái hướng đường này nè, là chúng ta đi theo khoảng 3 cho tới 400 mét thôi là chúng ta ra tới chợ rồi. Thì bán kính trong vòng 1 km thôi thì anh chị có đầy đủ luôn, vừa siêu thị Go, vừa đường 23/10, ở chợ, bệnh viện thì rất là gần. Chúng ta từ đây cách qua khu đô thị Vĩnh Yên Trung thì khoảng 1 km thôi anh chị. Và nếu mà anh chị đi theo hướng này nè, anh chị đi về tới biển Nha Trang thì mất khoảng là 3 cây, rất là gần. Đường này đường hiện trạng rất là sầm uất luôn. Đây vị trí này là đường kinh doanh rất là nhiều nè. Cái đường giá hiện tại mà cái mặt tiền đường này bây giờ dao động khoảng 30 cho tới 35 triệu trên 1m² nha anh chị, rất là đẹp luôn. Và cái sản phẩm của em sẽ đi vào trong cái hướng hướng này. Chúng ta chỉ cần đi bộ vào vài bước chân là tới rồi. Bây giờ em sẽ đi vào trong quay chi tiết cho anh chị xem. Thì đường này là đường 4m nha anh chị, đang thấy thì đường là đường 4m, ô tô đi vào tới nơi luôn, rất là rộng. Từ phía ngoài nhìn vào thì anh chị có thể nhìn thấy là hẻm nó nhỏ, nhưng mà ở phía bên trong thực sự thì rất là to luôn. Cái khuôn viên 5 căn nhà mà em giới thiệu cho anh chị nó sẽ nằm ở phía trong đây. Thì em sẽ review chi tiết từng căn một cho anh chị xem luôn. Đơn giá ngày hôm nay thì anh chị cứ tham khảo về sản phẩm nào hợp lý thì em sẽ quay cho anh chị. Thì trước tiên thì em sẽ quay căn này. Căn này căn số 1 đi. Có diện tích là 56,7m² nè. Đây là phía mặt ngoài anh chị. 56,7m², nó sẽ kéo dài như thế này, đẹp không? Với thiết kế một trệt một lầu thì căn này có chiều ngang là lên tới 10m luôn, nó sẽ tính từ cái điểm này luôn kéo dài xuống kia, kéo dài xuống ngay chỗ cái vệt màu xám kia. Thì căn này có diện tích là 56,7, hướng này hướng đông bắc nha anh chị, ngang được 10m. Thì cái giá của căn này là rơi vào 2,9 tỷ. Thì hầu hết tất cả các căn nhà ở trong khu vực này đều xây theo thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 toilet riêng, có phòng khách và cũng như là có luôn phòng thờ cho anh chị nha. Thì đây là cái chi tiết của căn nhà số 1. Thì với diện tích là 56,7 thì anh chị đang thấy thiết kế xây dựng như thế này khá là rộng rãi. Và xíu nữa em sẽ nói những cái nhược điểm của từng căn nhà cho anh chị xem để anh chị đánh giá. Thì khu vực này là nơi để một cái toilet ở trong cái góc này, chiếm khoảng là 44m² nha anh chị. Đó là bubo. Đây là bubo như thế này, rất là đẹp. Và nhà này mới hoàn toàn hết nha anh chị, và xây dựng chưa có nhựa. Và chủ đang muốn bán căn này lại với cái giá là 2,9 tỷ nha. Thì hôm nay em sẽ review hết cho anh chị. Ở khu dưới này thì có riêng một cái toilet và một cái phòng ngủ như thế này, thiết kế theo lê phong và có điện chạy như thế này nha anh chị, có sẵn luôn cái máy lạnh cho anh chị luôn. Em sẽ quay rồi phía trong đi ra ngoài cho anh chị xem. Thì căn phòng này chiếm khoảng là 15m², 15m² trong khúc này. Thì từ đây nhìn vô là thấy được cái khu vực này, bên hông là cái cầu thang, bên này là cái phòng bếp. Họ thiết kế cái phòng, cái chỗ bếp này với cái chất liệu khá là tốt nè, nhựa cứng nha anh chị. Lavabo, vị trí này để lavabo và gia vị hay bất cứ gì chúng ta có thể để ngay vị trí này. Bếp điện, đây là dàn bếp điện nha anh chị. Và đây thiết kế một cái dàn máy hút khói nè, máy hút khói. Và đây ở trên này thì chủ để riêng cho một nơi để thờ. Điện chạy âm hết nha anh chị, tất cả đều là điện chạy âm. Khu vực này dùng để tủ nè,
Thiết kế một cái tủ nhỏ như thế này để chứa đồ hay vị trí nào đó để tận dụng được cái khoảng diện tích và không gian của cái cầu thang nha anh chị. Nhà này cái diện tích là chiều ngang là 10 nên cái nhà nhìn khá là rộng. Và bây giờ em sẽ đi lên phía trên quay cho anh chị xem. Đây. Thiết kế cầu thang như thế này. Thiết kế cầu thang rất là đẹp nha. Rồi anh chị. Đó, khi chúng ta bước lên trên trên tầng á thì phía bên tay trái sẽ là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ nằm liền kề nhau như thế này. Rồi, như vị trí trước đây thì có một cái khoảng trống và khá là thoáng. Thì mặt bên đây sẽ là ban công. Đó, bên này là ban công thì em có thể đi ra ngoài để em quay được cho anh chị luôn nè. Đó, ban công khá dài. Ban công khá là dài. Để trong khuôn viên này nó có tới 5 căn nhà luôn nha anh chị. Đó, rất là đẹp. Em sẽ review từng căn một và những video khác nhau cho anh chị xem luôn. Bây giờ em sẽ quay vào phía trong đây. Thì khu vực này trước mỗi phòng thì có một cái khoảng trống như thế này, rất là thích hợp để cho các bé vui chơi ở ngay vị trí này luôn nha. Vui chơi hay làm gì đó cũng được, để vật dụng ngay vị trí này cũng khá là ok. Diện tích nhà gần 60 m² nhưng mà xây dựng theo kế thì khá là thoáng. Thì ở trên đây cũng phòng. Đó, em sẽ mở cửa em quay cho anh chị xem. Từ vị trí của căn nhà này mà em đứng á, em quay có thể nhìn thấy được con đường Hương Lộ 45 luôn anh chị, rất là gần luôn, khá là gần. Thiết kế mỗi phòng ở đây nó đều có phong cách giống nhau, dùng cửa gỗ, ổ khóa mới đời mới như thế này, thiết kế như thế này luôn, phòng khách toilet đều như nhau. Anh chị nhìn hình dung nha. Với cái đơn giá là 2,9 triệu cho một căn thì em nghĩ đây là sản phẩm khá là ok để cho anh chị đầu tư vị trí gần trung tâm thành phố Nha Trang, bán kính 1 km có đầy đủ tiện ích dân sinh. Và bây giờ em xin phép nói sơ qua một chút xíu về cái điểm yếu của căn nhà này. Để em đi xuống dưới thì em sẽ quay cho anh chị và em nói rõ hơn cho anh chị nha. Ở đây em chỉ có một cái điểm yếu duy nhất thôi. Rồi là cái căn nhà này thì hiện tại anh chị đang thấy thì thiết kế nó không có cái sân, không có cái sân để xe máy nha. Đó, anh chị đang nhìn thấy thì không có sân để xe máy. Cái nhà xây thẳng ra tới hết lên đất luôn. Anh chị muốn dắt xe thì phải cho xe vào nhà. Đây là điểm yếu duy nhất của căn nhà này nha anh chị. Rồi bây giờ em cũng xin kết thúc video. Thì anh chị nào cảm thấy nhà này hợp lý về tầm tiền của mình nó phù hợp với căn nhà này thì anh chị cứ liên hệ với em sẽ gửi thông tin và gửi chi tiết hình ảnh sổ cho anh chị cùng xem nhé. Anh chị nào cảm thấy video của em hữu ích và hay thì hãy đăng ký và đăng ký subscribe kênh YouTube của em để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường, về cũng như là có nhu cầu cái gửi công sản thì cứ liên hệ với em sẽ hỗ trợ và quay video review những sản phẩm của quý anh chị để giúp anh chị thành công một sản phẩm một cách tốt nhất. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong video mới nhất của em ngày hôm sau nhé.